Hello, xin chào mọi người. Thì lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại được cái bùm chiếu của Josico đúng không anh em? Ôi, thì cuối cùng thì nó cũng lòi ra khỏi cái lỗ đít của mình được rồi đây. Không phải do mình lười làm mà là do kiểu ý tưởng nó tràn trề, nhưng mà do nó không có thời gian làm chứ không phải là lười làm anh em ạ. Thế nên là hôm nay mình sẽ ra một tập và chắc là cũng là tập cuối cùng. Thế nên tập này sẽ có đôi chút đặc biệt, đó chính là phá toàn bộ cái arc Josico này. Có nghĩa là có cái gì phá được là mình phá tuốt tuần tuột. Đó thì anh em nhìn thấy đây chính là ác 60 cấp và là Josico. Thì ông này thì ông ấy chơi khá là nhiều như kiểu đỉnh cao này, thì re Kasima rồi quần đùi, thì có mỗi một em được gọi là lên đài vinh danh đó chính là Josico. À thì nếu mà anh em nghe video mà thấy nó cứ tạch 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 như kiểu cái lỗ đít nó đang phạch 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 thì anh em thông cảm cho mình nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nha anh em. Thì đây thì hiện tại ơi, vừa đi qua lướt lại thì thấy có một ông Trung Quốc nhìn trông khá là ngầu đó. Đó chúng ta ấn vào xem nào. Rồi thì ông này đồ điếc các kiểu đẹp trai, ông khoai chắc hơi to. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào kho đồ nhá. Thì nếu ông luôn cô này mà ông ấy lắp toàn bộ nhân vật vào ấy, thì cũng không hề yếu ớt và nhã nhớt chút nào đâu anh em. Chúng ta sẽ cùng thử lắp toàn bộ đội hình của ông ấy vào nhá. Lắp toàn bộ đội hình vào thì tôi nói rồi, không hề yếu ớt và nhã nhớt như kiểu anh em nghĩ đâu. Thì đây là toàn bộ lực chiến đội hình của ông ấy, đó chính là 1M2. Đó, 1M2 nha anh em. Hảo hữu rất là nhiều người các bạn. Và bây giờ mình sẽ tung sờ lung tung hết cả cái kho đồ của ông này lên. Thì có bao nhiêu thì chúng ta chơi bấy nhiêu nhá. Mở hộp mấy cái hộp này thì mình sẽ mở tắt. Rồi đây chính là Ninja 3 sao, à Hero 3 sao. Không biết ông ấy có cho mở hay không. Josico thì không biết ông ấy cho mở không, mà tôi sẽ mở tắt. Đó, rồi một phát. Oh, what the fuck. Anh em nhìn thấy không, tôi mở nó phải khác anh em đấy. Mở phát eo xà luôn. Rồi tiếp tục, rồi ngon chim. Tiếp tục, ôi được phát em xa thích vãi cứt rồi. Rồi mở nào, ui. Nói chung là có bao nhiêu chúng ta chơi bấy nhiêu anh em. Rồi mở Batman rồi, mấy cái Z-Line rồi, cái này của em ấy. Thế đây gọi là quất gọi hồn đấy ốc. Rồi mình sẽ mở nhanh nhanh để cho anh em nhìn được nhiều. Rồi mình sẽ ấn tốc độ để liên thanh đấy ốc, như kiểu súng bắn thẳng thẳng thoảng thoảng đấy ốc. Bây giờ các ông là phải hiểu tôi. Các ông phải hiểu tôi một câu là tôi nói là tôi làm. Mỗi tội là sợ bỏ tay thôi, tại vì cái kho đồ của ông này thì mở mẹ tết tây cũng không hết. Rồi thì đây mở phát ra 3-4 đi. Đây gọi là gói đá gọi boss, để tôi gọi phát một đống boss nó lên luôn. Kiểu như kiểu gọi hồn anh em. Túi vàng may mắn thôi, cái túi vàng này là cùi bắp quá tội chả mở. Cái này là cái gì đây, 10 vạn vàng. Ôi thôi cái này cũng khủy lắm anh em, vàng mẹ heo thiêu. Rồi tiếp tục mở mấy cái hồn dương nha anh em. Rồi hồn dương, rồi mở tiếp mấy cái này này. Đột phá, ủa ngon thế, mấy cái đồ này tôi nhớ ngày trước tôi chơi ác ghém là kiếm mẹ moi cái đít ra mà không có này. Rồi dạng hạn này thì vô số kể. Còn đây là mũi tên may mắn, rồi tôi mở cái mũi tên may mắn này chắc tí đã già để không biết bao nhiêu cái mũi tên này. Rồi bây giờ tôi sẽ mở hết một loạt, cái này nó không có mở tất cả anh em hiểu, anh em hiểu ý tôi chứ. Anh em hiểu ý tôi chứ, đó là tôi không hề có mở tất cả, thế nên là ấn toàn bộ nó chay hết. Ôi lâu như cứt. Rồi ok, rồi tiếp tục là cái túi vinh danh y thương. Rồi nói chung là tôi nói là tôi làm nó không còn một cái gì luôn. Nếu mà những cái gì cùi quá thì tôi sẽ không mở. Tôi chỉ mở những cái gì đó gọi là xứng tầm cho anh em nhìn thôi. Nói chung là nó full mẹ hết rồi đâu. Đấy, đây là gọi là cái túi vương miện chi giả. Tôi mở hết. Tôi cũng chả biết nó để làm mé gì, nhưng mà nói chung là nói là làm nhá. Nói là phải đi đôi với làm. Rồi bây giờ là dục giết anh em dục tôi khá lâu cái video này rồi. Rồi còn đây chính là gì nhỉ? Túi thiên thượng chi hỏa. Rồi tôi sẽ mở hết thiên thượng chi hỏa hay thiên thượng ỉa ra lửa thì cũng vào túi đồ hết đấy hiểu không? Anh em có khi tôi mở phun nghệ túi đồ chứ không phải đùa đâu anh em, tại vì là các bạn nó quá là nhiều đi. Rồi mở nào, thể luôn mở cái kiểu gì nó gọi là kiểu maximum không nhỉ. Tôi mở thế này thì ngứa mỏi quá anh em, thề luôn tôi ấn được thấy mỏi anh em. Kiểu đồ không nhiều thì anh em sẽ mở rất là lâu và giờ sẽ rất là ít mở, nhưng mà tôi thì tôi muốn mở lúc nào cũng được. Còn đây chính là túi chí tôn ma nhẫn đấy hiểu không? Mở rất là nhiều nhẫn hiểu không? Nhẫn này thì để đập ở mặt thằng tiệm bán luôn nhẫn luôn cần gì nữa anh em. Thế luôn cả từng này nhẫn mà mở ra tương ở ngoài mà bán được thì đập luôn cả mặt thằng bán nhẫn xem luôn. Rồi để rất là mỏi anh em, thật sự rất là mỏi tay. Tôi không biết là tôi có ấn được hay không, chứ còn cái đống này thì mở thì tôi sẽ mở hết cho anh em nhìn thì nó có những cái gì ở trong cái hộp này. Thì thực ra thì hộp nó giống nhau thôi, mở nó giống nhau thôi, không khác gì cả. Thế nên là tôi xin phép anh em nếu mỏi tay quá cho tôi mở, gọi là mở sơ nhá. Đây chính là túi phi cung yêu tinh đấy, mở ra mấy cái lông chim. Anh em biết cái lông chim để làm gì đúng không? Để lông cánh nha anh em. Rồi ok, nói chung cái này ra cái lông chim nhá. Rồi tiếp tục là túi ma long nhẫn giới. Để xem là ui ta cái gì đây này. Ma long nhẫn giới 1.
Rồi, Ma Long nhận giới 3 và 4 thì không? 4 và 2 và 2 và 1. Đó. Khá là ngon. Dạ tôi cái này coi cái này có vẻ ít ít thì tôi mở hết cho anh em nhìn. Kim cương của ông này thì hết rồi. Bị tôi mấy lần tôi tiêu cho hết sạch. Rồi còn đây chúng ta đá mở đá đây. Cái đá này thì tôi auto mở đây. Auto ấn này. Đây đá này cấp 4 auto ấn này. Đây đá này cấp 3 thì bố mày cũng auto ấn này. Nói chung là đồ ông này thì nó rất là phong phú phải không? Là nhiều lúc nó loạn lạc lắm đấy. Dương hồn ngọc, hồn ngọc mấy anh em nhìn có thấy thèm không? Mấy anh em có thấy thèm không? Cái này là mấy cái để tăng thể lực, thực sự là thể lực chả để làm mẹ gì. Rồi thì hiện tại bảo dương là tôi đã mở hết sạch rồi. Còn đến cái hồn này, túi đồ của ông này còn được bao nhiêu thì tôi cũng mở hết cho anh em rồi đấy. Không còn cái mẹ gì đâu. Cái thẻ này thẻ đổi tên chưa đổi được. Đấy, thì ông ấy có bao nhiêu cái hộp thì tôi cũng mở hết cho anh em rồi. Anh em còn muốn cái gì nữa? Còn muốn cái gì ở tôi nữa? Anh em sẩu lốt đi vì chắc đây cũng là tập cuối cùng rồi. Khá là buồn nhưng mà nó lại thì bắt buộc phải nói anh em ạ. Đấy, rồi anh em nhìn thấy không? À, vừa nãy mình vừa tìm được vài cái đồ đó. À, thế nên là bây giờ mấy cái con tướng tướng của mình là nó lại thích được búp. Thì bây giờ mình sẽ búp đồ. À, con Goku này không được cái mẹ gì này. Buồn thế. Mặt trong đần thối như kiểu đâm đầu vào cứt. Rồi thì tiếp tục là chúng ta đến em Ayanami. À đây là em Ayanami. Rồi đang cho nó có cái đồ. Để đồ cái nhẹ luôn anh em ạ. Đồ cái nhẹ luôn. Đồ cái nhẹ luôn. Rồi tiếp tục đến em Dante. Thì lâu không chơi thì mình đã nhớ tên lắm phải không? Đấy đâu rồi đây. Ủa lâm phát hết bà nói luôn. Đồ mẹ gì mà nâng phát hết luôn. Rồi tiếp tục nâng phát sáu mấy. Có mỗi em Dante này là vũ khí khủng nhất chứ sao ấy. Vũ khí con Dante kinh thật. Em vô tên này có cấp 6 ở đây mà vô tên căn bản là nó thần thoại quá, đi vào lòng người quá mức à. Chết. Rồi. Hiện tại là mấy cái đồ thì tôi thì full hết rồi. Thế nên là vẫn chưa có người nắm giữ. Sẽ có người sẽ bảo mình bán cho cái ác này mà chắc chắn mình sẽ không bán đâu. Thì anh em thông cảm cho mình, đây là ác của Yoshiko và chính là ác của VTC Game Mobi chứ không phải là của mình. Thế nên là mong em thông cảm cho mình. Rồi thì mình cũng may mắn mình mới được mượn thôi chứ không phải là mình con ông cháu cha gì. Đấy may mắn anh em. Thế nên là nếu anh em nào cố gắng thì làm YouTube thì anh em có cơ hội may mắn thì anh em sẽ được như tôi. Còn tôi thực sự tôi thấy mình rất là may mắn. Rồi còn đây là mũi tên tình yêu. Thì bây giờ tôi ngày trước tôi rất là thích bắn cái này và chưa giờ được bắn xạ tay. Bây giờ tôi ngồi tôi bắn nhỉ. Rồi đùa rồi chứ ngồi bắn này đến sáng mai. Đấy 270. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem xong video phá toàn bộ cái kho đồ của ông Yoshiko này. Thì nếu đây có cái tình ký này xem cái gì ok thì đột phá này, ôi chưa đột phá được, vừa nãy mở nhiều như thế không đột phá được à men. Cấp cao nhất rồi, có một cái này là chưa cao nhất thôi mà không đột được. Đó, không đột khỉ được, trời đất. Buồn phết rồi. Đây chính là những cái mà rất là ngon của ông ấy. Rồi cảm ơn anh em đã xem xong video. Và nếu anh em thấy ok và hay thì mong em còn cái nữa, chưa chia tay được. Trời đất. Rồi, ôi mấy cái này giới hạn rồi. Rồi, bây giờ thì bye bye đi rồi. Cảm ơn anh em nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở những video. À nhầm hết rồi còn đâu. Khoan, nếu anh em nào mà chưa đăng ký, mong em cho mình một đăng ký đó chính là ấn vào cái chữ đỏ xinh xinh này. Rồi anh em ấn vào cái chữ chuông này. Rồi xong rồi anh em chuyển qua ấn vào chữ gửi tất cả cho tôi để thông báo được về cái kênh này. Ấn vào chữ lưu. Thế là xong. Rồi cảm ơn anh em đã subscribe kênh mình nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.